gái Tuấn đấy. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa viện kiểm sát, bị cáo đã nhận thức được rất là sâu sắc về cái sai phạm của bản thân và cũng rất là ăn năn hối cải. Bị cáo xin phép được có hai nguyện vọng. Thì nguyện vọng thứ nhất là vì là doanh nghiệp của bị cáo thì là tổ chức được nhiều chuyến bay nhất, 109 chuyến bay, và đã đưa được chung tay cùng với chính phủ đã đưa được 30.000, gần 30.000 công dân từ nước ngoài về nước. Chính vì lẽ đó cho nên là càng đưa công dân nhiều về nước thì tội lại càng nặng. Và bởi vì là sao? Bởi vì để xin được những chuyến bay như thế thì bị cáo phải đưa hối lộ tương ứng với cả cái tỷ lệ chuyến bay. Thế thì bị cáo cũng kính mong là hội đồng xét xử xem xét cho doanh nghiệp của bị cáo và các cái doanh nghiệp ở dưới đây cả về công, cả về tội. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là về phần tự thú thì bị cáo cũng đầu tiên thì cũng mong muốn được ra tự thú. Sau đó thì cũng có cái sự việc rất là đáng tiếc xảy ra trong cái quá trình ra tự thú. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng là bị cáo cũng đã giúp được cơ quan điều tra mở ra và mở rộng được vụ án ở tất cả các bộ ban ngành. Thứ hai nữa là cũng là để cho cơ quan an ninh điều tra kết thúc được vụ án được sớm và có cái phiên tòa ngày hôm nay. Với cái kết quả đó thì là tất cả các điều tra viên, lãnh đạo của Cục An ninh Điều tra cũng ghi nhận cho bị cáo và đã được bị cáo là một trong những 4 bị cáo được ghi vào kết luận của cơ quan điều tra là được khoản 7 điều 364. Thì bị cáo cũng kính mong là hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo và để có như vậy thì khuyến khích được những cái người cũng muốn ra tự thú thì họ cũng được hưởng những cái lượng khoan hồng của pháp luật. Đấy là nguyện vọng thứ nhất. Nguyện vọng thứ hai nữa là vì là bị cáo muốn xin là giảm án cho anh Nguyễn Anh Tuấn, bởi vì là chính bị cáo là người đã đưa anh ấy vào cái phòng lao lý này. Và nếu mà trong trường hợp mà hội đồng xét xử không xem xét được cái mức án giảm cho anh Tuấn thì bị cáo xin là những cái ngày tháng mà anh Tuấn bị giam ấy thì cộng vào cái bản án của bị cáo để cho anh Tuấn được trở về với gia đình và chăm sóc mẹ già và được chữa bệnh. Bị cáo chỉ xin có mấy lời như vậy thôi ạ. Bị cáo xin chân thành cảm ơn ạ.